Chào mọi người. Hôm nay là ngày 3 tháng ngày 4 tháng 3 2024. Là nhằm ngày 21 tháng Giêng năm năm rồng, năm rồng. Bữa nay im gió. Thì bữa giờ gió quá, nay im gió thì tranh thủ để làm clip. Chứ vài bữa nữa gió về nữa thì cũng mệt. Với lại hồi Tết đến giờ là nhiều người đến thăm, cho nên cũng không có thời gian để làm nữa. Nhưng mà nhân đây mới hôm qua là ngày ngày 3 ha. Ngày 3 tháng 3 ha thì ông Lễ Bộ Thượng Thư, bây giờ ông xuống, ông Lễ Bộ Thượng Thư trên trời mà giờ ông xuống thế gian này. Ông là một doanh nhân. Thì ông có đại diện mọi người. Ông hỏi về cái hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni là gì? Và giải Đà La Ni nó là gì? Cho rõ ràng. Nhờ tôi giải thích cho rõ ràng cho mọi người biết ha. Là ông đại diện. Tại vì ông khởi tâm, ông suy nghĩ lên đó thì ông đại diện để ông hỏi. Thì nhân đây tôi cũng trả lời rõ ràng là Thích Ca Mâu Ni là gì? Thích Ca. Cái chữ thích để cho chúng ta mường tượng đến trời đế thích. Ở trong kinh Phật là có nhắc đến trời đế thích. Cho nên chúng ta mường tượng. Có thử cái chữ thích ở trong Thích Ca Mâu Ni và cái chữ thích ở trời đế thích, ở trời thích đó, thì có phải là một hay không? Thì tôi cũng giảng giải nhiều lắm rồi. Thì tôi nói là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là Đức Thích Đế Hoàng Nhơn, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Đức Ngọc Đế đó, cũng chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn. Hay chúng ta nói cách khác là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là một thân của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn lập ra đạo Phật để giáo hóa cho chúng sinh, và Ngài đã hiện xuống thế gian, chuyển thế đầu thai thành thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thành Thái tử Tất Đạt Đa. Rồi sau đó theo kịch bản Ngài đã định định sẵn, Ngài định trước thì Ngài thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì cái chữ Thích Ca Mâu Ni là nó ẩn nhiều nghĩa trong đó. Thì cái chữ thích này chính là Thích Đế Hoàng Nhơn ha. Ông trời trên kia là trời đế thích. Ông đế thích có nghĩa là ông vua trời họ thích. Thì ở dưới này ông cũng mang họ thích luôn, là Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta hiểu nôm na là như vậy. Còn cái chữ ca, Thích Ca thì cái chữ ca, ca đó chúng ta thêm cái chữ chữ n và dấu huyền vô nữa. Đà La Ni mà, cho nên phải biến biến hóa như vậy. Ai mới mới xem clip này lần đầu, mới xem tôi lần đầu hay lần hai lần ba chắc không hiểu cái quy tắc này. Cho nên mọi người cứ nghe để đó, hay đừng có phản bác gì hết ha. Còn không nghe thì thôi đừng có nghe. Chứ nhiều người không biết đi vô nói này nói nọ là tội lỗi lắm ha. Chúng ta thêm chữ nờ và dấu huyền nó thành càn. Mà càn là một quẻ bát quái. Mà càn là trời. Càn là trời, là đàn ông, là cái gì cứng mạnh ha. Là sáng sủa ha. Vân vân. Thì quẻ càn là nó như vậy, đứng đầu. Càn là cha, là anh vân vân. Thì càn ở đây có nghĩa là trời ha. Là trời, thích thích ca là thích càn, mà thích càn chính là trời thích. Mà trời thích chính là ông Thích Đế Hoàng Nhân đó, ông trời họ thích chính là Thích Đế Hoàng Nhân hay là đế thích trên trời đó. Cho nên là Thích Ca ở đây hàm ý đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn nói là gì? Ta chính là Thích Đế Hoàng Nhơn đây, ta chính là Ngọc Đế đây, ta chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế đây. Còn trong kinh á thì đánh giá không có cao vai trò của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Để làm chi? Để cho chúng ta đi tìm. Nếu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ta chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cũng không được đâu.
Tại vì Đạo Phật lại đánh giá cao cái vấn đề mà tự tìm đường giải thoát. Đi theo đường hướng của Đức Phật để tự mình đi con đường giải thoát. Đốt đuốc mà đi, thấy không? Đề cao cái chữ tự, tự tự đi, tự tu để thành đạo. Còn nếu mà lỡ mà mọi người biết là Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng chính là Ngài luôn, Ngài chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế luôn. Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế là sinh ra vạn vật ha. Và con người tất cả các nẻo luân hồi này kia. Nếu mà chúng ta biết Ngài chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Rồi từ đó chúng ta ý lại là người cha lúc nào cũng thương con, độ cho con này kia. Thì ý lại thì không có tu, ý lại không có tu. Giống như là những đứa con mà của nhà giàu vậy, nó biết cha mẹ nó giàu có thì thôi, nó không có thích làm kiếm tiền đâu. Hiếm có những đứa mà không thích xài tiền cha mẹ lắm, hiếm lắm. Báo bây giờ có cái hội mà rich kid gì đó, không chịu đi làm kiếm tiền mà cứ xin tiền cha mẹ rồi đi hưởng thụ ha, đi chơi du lịch chỗ này chỗ kia, rồi lập hội ra rồi khoe tài năng thì không có khoe, mà đi khoe của không, cái điều đó là nó dựa dẫm vào cha mẹ quá và sẽ sinh hư. Và ít có những đứa mà nó tự lập. Thì không có cho biết là như vậy, cho nên chúng ta phải phải đoán. Khi mà chúng ta đọc kinh Phật thì chúng ta phải mường tượng, chúng ta nghĩ là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có phải Ngọc Hoàng Thượng Đế hay không. Thì rõ ràng là gì, cái câu trả lời nó nằm trong hai chữ là Thích Ca, chứ là Thích Càng. Thích Càng là trời thích, thì nó đã giải quyết rõ ràng là gì rồi. Rồi và đặc biệt ở trong Đạo Phật là không, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có nói rõ là cái nguồn gốc của thế giới đâu mà ra, cái nguồn gốc của con người từ đâu mà ra. Đức Phật không nói là để chúng ta đi tìm, mà Ngài nói Ngài chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế tạo ra tất cả. Thì cái điều đó là cũng trật lất với lại cái tôn chỉ chính của Đạo Phật rồi. Làm Đức Phật không nói nhưng mà mình phải tự đi tìm, tự tu và đi tự tìm, tự phát huy cái bản năng trí tuệ của mình để mình đi tìm ra cái đáp án. Khi mà mình tìm ra được cái đáp án là gì? Cái thế giới này nó không tự nhiên mà nó sinh ra. Cái vũ trụ vật chất nó không tự nhiên sinh ra. Rồi cái nhân sinh, cái những cái sinh linh có sự sống nó không tự nhiên sinh ra mà là do một đấng tạo ra. Đó chính là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chúng ta khi nào chúng ta Đức Phật không nói gì trong kinh. Ai hỏi, Bà La Môn hỏi hay là đệ tử hỏi, Ngài cứ đánh trống lảng. Ngài không nói. Ngài nói bây giờ chúng sinh bây giờ nó giống như là cái người bị trúng mũi tên độc rồi. Giờ chúng ta phải rút cái mũi tên nó ra mà chúng ta đi đi trị thương, chứ đừng có hỏi mà cái mũi tên nó làm bằng cái thứ gì. Do ai bắn, lúc đó còn kiếp lắm. Đức Phật cố tình Đức Phật né ra, không trả lời. Không trả lời thì chúng ta phải đi tìm chứ. Tìm nguồn gốc vũ trụ này nó ở đâu mà ra chứ. Đâu tự nhiên mà hóa hiện ra đâu. Thật sự nó có một cơ chế nào đó mà chúng ta không biết được. Khoa học bây giờ nó đi tìm hiểu cũng không được luôn. Bây giờ phóng cái cứ kính viễn vọng xem web đi ra ngoài xa hơn mặt trăng luôn, để nhìn về vũ trụ, nhìn vũ trụ của thử nó hình thành như thế nào. Nhưng mà cái kính đó nó chỉ nhìn được là vật chất thôi, chứ còn mà tiền vật chất trước đó nó là gì, kính nó nhìn sẽ không ra. Cho nên mãi mãi sẽ không có trả lời được là có thể là cái điểm bắt đầu của vũ trụ, có thể là nó có thể tìm được điểm bắt đầu của vũ trụ thì nó sẽ là những cái vật chất nào đó, rồi như thế nào đó nó thành vũ trụ này. Nhưng mà nó sẽ không có hiểu được là những cái vật chất ở đâu đó, ở đâu mà ra mà hình thành nên vũ trụ này. Người ta không hiểu được. Nói tóm lại là
dấu, dấu. Đức Phật là dấu, không có nói rõ về cái nguồn gốc vũ trụ ở đâu mà ra, không có nói rõ nguồn gốc mà do ta tạo ra, ta là chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế tạo ra đây, ngài không có nói gì hết. Để cho chúng ta đi đào sâu suy nghĩ, rồi dựa vào kinh Phật nè, các kinh của các đạo khác nè, để chúng ta tìm một cái đáp án chung là nguồn gốc vũ trụ ở đâu mà ra và nhân sinh ở đâu mà ra, tại sao có lại có sáu nẻo luân hồi, mà tại sao lại có vạn vật con này con kia, không các cõi này cõi kia, địa ngục rồi chúng sanh rồi, có cái cõi trời rồi, tại sao lại có con người, con người tự nhiên xuất hiện ra hay đâu mà ra, mà con người sống trên đời này để làm gì, không lẽ sinh ra rồi đi lớn lên rồi đi đi làm kiếm cái ăn rồi tìm cái hạnh phúc rồi về già rồi để lại nòi giống rồi chết, không lẽ nó cứ vậy vậy xoay tròn vậy vậy sao, và cuối cùng là con người loài người đó sẽ đi về đâu, kết quả là gì chúng ta không biết được, nếu mà chúng ta không có trả lời được lý do tại sao có cái vũ trụ này, lý do tại sao có lại có loài người lại có vạn vật, thì chúng ta sẽ không có chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ mà gọi thành Phật được, không bao giờ, bởi vì là Đức Phật giấu ha. Bây giờ tới chữ ni, tới chữ mâu ni, chúng ta thấy cái chữ ni á, tôi có giảng trong clip mà đo ni đóng giày á, Thích Ca Mâu Ni đo ni đóng giày. Anh cái giày đôi giày chúng ta nó ngày xưa là khi mà chúng ta đi đóng giày á thì thợ đo cái chân chúng ta. Đo cái chân chúng ta kích cỡ nó như thế nào. Chỗ mà phình ra, chỗ mà lớp vào vào độ cao nó bao nhiêu á thì người ta đóng cho mình cái đôi giày như ý. Là nó chính xác. Chính xác, chứ không phải đôi giày mua ngoài chợ mà đôi lúc mình mang không vừa ý đâu. Đo cái đồ đo ni, ni gọi là cái khuôn khuôn mẫu hay là cái kích cỡ, thì cái chữ ni đó chúng ta hiểu rằng gì, hồi nãy chúng ta hiểu là Thích Thích Ca chính là Thích Càn, chính là Thích Đế Hoàng Nhân, như Ngọc Hoàng Thượng Đế ngài tạo ra chúng sinh để cho ngài đào tạo cho chúng sinh thành Phật, cho nên ngài mới lập ra các cái nẻo luân hồi như vậy để cho người ta trôi lăn trong những cái cõi cõi sướng cõi khổ như vậy, để người ta có cái kinh nghiệm và có sức chịu đựng, có sức chịu đựng. Để làm chi? Để khi mà sau này đã đủ trải đủ rồi đó, chịu đựng đủ rồi đó, rồi Đức Phật sẽ hay Thượng Đế sẽ lập ra một cái ngôi cái dạng như là một cái đạo ha, một con đường chỉ hướng. Rồi một cái xã hội phù hợp để cho chúng sanh sống an lạc hạnh phúc, chiêm nghiệm lại cái quãng thời gian mà hàng hàng ngàn năm hay hàng chục ngàn năm đó mà chúng ta đã trải qua rồi, để cho chúng ta chiêm nghiệm lại, để chúng ta khai mở cái mở mang được cái trí của mình, để cho chúng ta thành thành thánh, rồi lên từ từ tu lên thành Phật. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa ngài có nói rằng là gì, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái câu nói này là tôi giảng qua giảng lại hoài à, nó không phải là một lời hứa suông của Đức Phật, nó không phải, mà đó là một lời thọ ký gọi là chứng nhận, chứng nhận hay là lời hứa, ta đã nói trước rồi, sau này chúng sanh sẽ thành Phật, lời của ta nói là không bao giờ hư dối cả, ta không bao giờ nói xạo đứa nào hết á, sau này chúng sanh sẽ thành Phật, do đó mà chúng ta phải thừa hiểu là cái câu nói đó, từ câu đó nó nói đó mà chúng ta phải nghĩ ra được là gì, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái người an bài tất cả cho chúng ta, ngài an bài hết cho từng chúng sinh như vậy,
Cho nên Ngài, Ngài nắm chắc chắn cái việc mà gì? Kết quả sau này chúng sanh sẽ thành Phật. Bởi vì chính tay của Ngài đã an bài mà. Cho nên điều đó mới là chắc chắn. Ví dụ chúng ta tính toán làm cái gì mà chúng ta nắm cái cán trong tay á, thì chúng ta chắc chắn là chúng khi kết luận của chúng ta là sẽ đúng. Đúng. Ví dụ chúng ta có 1 tỷ trong tay á, thì chúng ta hứa là thằng cháu sau này chắc chắn là gì nghe, 10 ngày sau mày có được 100 triệu chẳng hạn đây. Lời hứa của mình chắc ăn như bắp. Tại sao? Mình có 1 tỷ giới ẹt, mình cho nó 100 triệu giới ẹt. Mình nắm cái cán rồi. Đức Phật Mâu Ni Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là Thượng Đế. Ngài tạo ra vạn vật và Ngài đào tạo cho chúng sinh thành Phật. Mà Ngài đào tạo cho chúng sinh thành Phật thì cái đó là trách nhiệm của Ngài rồi. Và Ngài hứa sao là có như vậy rồi. Tại vì Ngài vừa là quyền năng tối thượng. Ngài muốn gì là được đó. Cho nên là Ngài nắm cái cán rồi. Thì Ngài nói vậy thì chính xác rồi. Cho nên ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành là chính xác. Mà muốn để đào tạo cho chúng sanh thành Phật thì Đức Thích Ca Mâu Ni phải hiểu được Đức hay Đức Thượng Đế. Ngài hiểu được là chúng sinh nó mạnh yếu chỗ nào. Rồi chúng sinh đó còn phải trải nghiệm cái gì nữa? Trải nghiệm qua việc làm người thiện, thánh nhân, hay là trải qua việc làm người ác, thì Ngài sẽ sắp xếp trong một cái kiếp nào đó để cho người ta làm. Cho nên ai cũng phải trải qua là thánh nhân, và ai cũng phải trải qua là giống như là đại khái như quỷ dữ. Ai cũng phải trải nghiệm hết. Nhưng mà cái cơ bản bên trong là cái mầm móng của chúng ta luôn luôn là có cái Phật tánh thanh tịnh và thuần hậu, trí tuệ. Nhưng mà để cho cái Phật tánh đó nó phát triển nó thành một vị Phật thì chúng sanh buộc phải trải qua các cái kiếp nạn làm người tốt kẻ xấu. Chứ còn mà anh làm người tốt hoài thì anh không có kinh nghiệm làm người xấu. Thì cũng không được nữa. Mà nếu như mà lý do Đức Phật phải luôn luôn tạo ra hai cái mặt mâu thuẫn như vậy. Phải có người tốt, phải có kẻ xấu. Phải có thiện và có ác. Và trên thế gian này lúc nào cũng có hai mặt, ngày đêm gọi là âm dương nói chung. Nó đối đãi với nhau vậy thì nó sẽ giúp đỡ nhau. Nó giúp đỡ nhau để khai mở cái Phật tánh của nhau. Để khai mở Phật tánh của nhau. Thiếu một trong hai cái không được. Nếu chúng ta thấy trong bộ phim ha. Phim về siêu anh hùng á. Nếu không có những người đóng cái vai mà tà ác, gian ác thì không có những người đóng vai siêu anh hùng được. Mà trong bộ phim đó nếu không có cái nhân vật phản diện thì không bao giờ có những cái vai chánh siêu anh hùng. Không. Không có. Lúc nào cũng có hai cái phái nó mâu thuẫn lẫn nhau. Gọi là gì? Phải có người đóng vai ác ở cuộc đời mình. Phải có cái ác thì những cái người khác sẽ khai mở cái thiện của mình ra. Mà để chống lại cái ác, thì những người bên thiện là cái đầu óc người ta phải phát triển, người ta mới chống lại cái ác. Người ta phải rèn luyện đủ thứ thì người ta mới chống lại cái ác được. Còn những người ác á, thì để chống lại những người thiện, để đánh hành hạ lại những người thiện, thì người ta phải suy nghĩ ra nhiều cách còn ghê gớm hơn nữa. Rồi người ta suy nghĩ, càng suy nghĩ bao nhiêu thì ở bên này nó người ta càng phát triển kỹ năng cao hơn nữa. Nhưng mà khi người ta suy nghĩ chuyện thiện, chuyện ác gì không biết.
thì cái đầu của người ta nó sẽ khai mở ra. Nhưng mà ở trên trời sẽ khống chế lại, khống chế lại cái ác nó mức độ cỡ nào là đủ. Tất cả đều trong cái tầm kiểm soát của trời hết. Không có gì mà vượt qua khỏi cái bàn tay của Phật tổ hết. Không có. Phải có người người thiện á, người thiện á thì sẽ cải hóa được cho người ác. Mà người ác á, người ta làm ác đến một mức độ nào đó ha, thì trời sẽ điển hóa cho nó, cho người ta cái tâm từ bi trong lòng nó sẽ nở ra. Người ta đó hối hận quay đầu làm bờ. Chứ không ai mà mãi làm ác được. Quay đầu làm bờ. Khi người ta quay đầu làm bờ rồi thì người ta đã thấy người ta đã trải qua nhiều lỗi lầm quá rồi. Thì người ta không bao giờ quay lại đường cũ nữa. Thì lúc đó là người ta là thản nhiên à. À, bước đi phăng phăng trên cái con đường đạo để về với lại cái Phật tánh mà thanh tịnh của mình, rồi từ đó mà người ta thành các vị thánh vị Phật. Bởi vì người ta nói là gì à, hạ đầu đao lập địa thành Phật là gì, trong phim á, tại vì người ta làm nhiều chuyện làm lỗi quá rồi, nhưng mà khi người ta hạ đầu đao xuống à, đại diện cho cái việc sai lầm của mình. Rồi người ta, tâm từ bi của người ta nổi lên. Người ta cảm thấy thương xót. Rồi quay lại, thấy mình xưa nay làm những việc tội lỗi quá. Bây giờ người ta hối hận. Hối hận thì người ta lo ta tu tinh tấn. Không có giải đãi nữa. Bởi vì tôi đã từng nói rồi. Những cái người mà đã từng làm nhiều chuyện quấy. Thì khi người ta thật sự muốn tu, thì những người tu bình thường tu không lại họ đâu. Chắc chắn không lại. Tại những người tu bình thường ở nhà tụng kinh gõ mõ không thì đâu có biết gì đâu. Không biết gì hết á. Không làm việc việc ác mà cũng chẳng có làm việc gì hay ho để nó phát huy cái trí tuệ của mình. Thì mãi mãi là sẽ không có bao giờ đắc đạo được. Cho nên là trời đề cao cái sự trải nghiệm. Trời lập ra cái thế giới loài người này cho nó xung đột mâu thuẫn lẫn nhau nhiều thật nhiều, để cho nó làm chi, nó tương tác lẫn nhau, trải nghiệm. Mà đạo thì nó nằm ở ngoài đời, mình va chạm thì mình thấy mình còn phải giải quyết cái gì, mình gặp nguy hiểm thì mình còn phải hóa giải cái gì. Mà muốn hóa giải thì phải có gì, phải có trí huệ, phải phát huy cái trí huệ của mình, phải suy nghĩ cho kỹ càng thì mình hóa giải được. Hoặc là gặp các cơ hội tốt đẹp đến cho mình phát triển, ví dụ việc làm ăn chẳng hạn, thì mình cũng phải dùng cái trí để mình lèo lái để chụp nắm cái cơ hội đó chứ. Chứ còn mà nếu mà chúng ta ngồi ở trong không, có người khác nuôi ở trong nhà gõ mõ tụng kinh không, hay là ở trong chùa gõ mõ tụng kinh không, mà không có trải nghiệm gì hết, thì mãi mãi sau khi chết đầu thai lại chắc cũng vậy, không tiến bộ được. Vì đầu óc mình nó càng ngày càng lú lẫn hơn người ta ha. Sự sống, cuộc sống của loài người chính là một sự ha, chính là một đường đua. Ai mà bền bỉ, bền gan tranh đấu ha, bền gan bền bỉ chạy chậm cũng được, nhưng mà chạy đúng hướng. Và tuyệt đối không bỏ cuộc. Mình mệt thì mình chạy chậm lại một chút. Chạy lúp xúp vậy. Miễn sao có chạy có đi. Đừng bỏ cuộc. Thì có ngày mình sẽ về đích thôi. Hay là có ngày mình sẽ thành thánh trước thôi. Tuy rằng mình ở ngoài đời. Mình tiếp xúc với nhiều người. Nhưng mà người ta nghĩ là nhiều người nhìn vô là nói người này ha, đâu có tu gì đâu, đâu có biết gì về Phật Pháp, đâu biết gì mà gõ mõ tụng kinh, đâu biết gì về kinh Phật. À, cứ nghĩ là họ sau này cũng là người lại, chưa chắc. Trời sắp xếp hết rồi, trời an bài hết rồi. Thì người đó, họ trải nghiệm ở ngoài đó,
Sau đó Đức Phật sẽ cho họ thấy được cái Phật pháp, nên lấy cái giữ cái gì, nên từ bỏ cái gì và nên phát huy cái gì, rồi định hướng cho họ thành, định hướng cho họ để họ suy nghĩ sau này họ tu hành họ sẽ đạt được cái gì. Thì đo ni, đóng giày cái chữ ni đó chính là cái kích cỡ, cái khuôn mẫu, khuôn khổ. Đó. Thì Đức Phật xem xét là mày còn thiếu cái gì, ha? Còn phải trải nghiệm cái gì nữa. Đó. Rồi đã đến lúc là giác ngộ Phật pháp cho mày chưa? Thì Đức Phật sẽ nói, Đức Phật cũng không phải. Ở trên trời là có một hội đồng lớn lắm. Thế quy định cho từng cái chúng sanh như vậy. Được rồi. Thí dụ như là người đó là chưa bao giờ trải qua là một ông thầy chùa chẳng hạn này. Thì phải hay là ông cha xứ chẳng hạn đi, hay là ông mục sư gì đó ha? Thì an bài cho họ trải nghiệm. Hay là có những người chưa bao giờ trải nghiệm làm chính trị gia chẳng hạn này, thì làm sao an bài cho người ta thành. Rồi thông qua cái quá trình người ta trải nghiệm với thế gian, như người ta trời sẽ sắp xếp những cái này cái nọ cái kia để cho người ta trải nghiệm, người ta đấu tranh để làm sao cho cái đầu người ta phát triển để ngộ ra. Ni chính là đo ni, là Đức Phật biết ai là ai hết. Cần đo đong đếm nó thiếu cái gì và nó cần cái gì, thì an bài cho nó một cái số phận như vậy, rồi cho người ta đi đầu thai sinh ra. Mà hầu như là ai sinh ra cũng khóc hết á. Tại vì đời là bể khổ mà, anh đi ra, anh xuống thế gian hay anh có mặt trên thế gian để anh rèn luyện mà. Chứ đâu phải đi chơi đâu, cho nên ai cũng khổ đó. Người giàu cũng khóc. Không khóc vì tiền thì cũng khóc vì bệnh đau. Khóc vì chia ly tử biệt. Còn mà không có, còn người nghèo hả? Nghèo không có tiền thì đúng rồi. Bệnh không có thuốc chữa cũng khóc. Không có tiền đóng cho con học cũng khóc. Rồi nghèo thì đủ thứ chuyện nó xảy ra, vợ chồng cãi giả lục đục thì cũng mệt mỏi nữa. Thì cái đó cũng là sự an bài của ông trời hết. Ni đó chính là cái kích cỡ, nó hàm ý là ở đằng kia là thích càng là ông trời ha. Mình chúng ta hiểu là gì, thích ca là thích càng, chính là ông trời. Ông trời thích, đế thích. Ở đây là ni, có người đo ni đóng giày cho từng số phận mỗi người. Bởi vì ai cũng có số hết trơn á. Ai cũng có số hết trơn á. Nhưng mà có những người số tuyệt đối và có những người số tương đối ha. Những người có số tương đối thì đôi lúc người ta chết bất đắc kỳ tử ha. Hay đôi lúc người ta làm nhiều việc thiện nhiều quá hay như thế nào thì tự động cái tuổi thọ họ tăng lên. Nó kỳ vậy đó. Còn những người mà có số mạng tuyệt đối là những người hầu như trên trời xuống không. Họ phải làm theo bộ kịch bản cụ thể nào đó. Tới ngày nào, tháng nào họ gặp cái gì, họ lấy chồng, sinh con hay như thế nào, rồi làm những việc phước đức như thế nào đó. Hay đấu tranh như thế nào đó, hay là chịu đựng như thế nào đó. Thì họ đóng góp như thế nào cho xã hội đó. Thì rồi tới năm nào, tháng nào là họ về trời lại chẳng hạn. Thì cái đó là những người là mang cái số mạng tuyệt đối. Rồi như hồi nãy đó là cái chữ thích ca rồi cái chữ ni ha, giờ tới chữ mâu. Mâu này không phải là xà mâu mà bị ghẻ lát đâu. Mâu này chính là mâu thuẫn. Mâu thuẫn. Trời tạo lập ra thế gian này là phải có sự mâu thuẫn lẫn nhau thì nó mới nuôi nhau được, nó mới tương tác đối đãi nhau được. Nếu mà không có sự tương tác đối đãi với nhau như vậy thì sẽ không có ai mà thành thánh thành Phật hết á. Giờ nếu mà không có ma thì cũng chẳng có Phật đâu. Nếu không có ma tánh thì cũng chẳng có Phật, nếu không có ma mà nó phá thì cũng chẳng có ai thành Phật được. Không có khó khăn thì không bao giờ có sự thành công mỹ mãn được. Thành công đây là gì? Thành công trí tuệ và năng lực đó nha. Bởi vì là cơ hội và thách thức. Cơ hội đến.
có nghĩa là cho chúng ta thành thịnh người. Thách thức là chúng ta phải trải qua nhiều cái khó khăn gian khổ. Mà chúng ta thành công được thì chúng ta sẽ được ghi nhận và sẽ được chuyển qua cái lớp học cao hơn. Cho nên chúng ta mặc dù chúng ta thấy là con người có cuộc sống loài người nó có cái gì, có những cái tệ nạn xã hội không? Có cái tệ nạn xã hội thì có những người người ta lâm vào đó người ta ra không được. Nhưng mà thật sự là cũng là ý trời thôi. Những người đó là mang cái số mạng tương đối. À, nếu mà người ta vượt qua được á thì cái đó là cái gì? Cái nỗ lực của người ta quá lớn đi, cái bản lĩnh của người ta quá lớn đi thì trời sẽ ghi nhận đó và có thể thưởng trong kiếp đó bằng cách là gì? Cho người ta sống lâu hơn và hưởng hạnh phúc tốt hơn. Và những người nào mà vượt qua không được thì có thể là ngẫm ngẫm để kiếp sau làm tiếp, kiếp sau làm tiếp. Hay là có những người giờ chúng ta nói những người mà giảng đạo không, giảng đạo không biết gì mà giảng rồi làm cho hướng dẫn người ta đến mê tín dị đoan, mê tín dị đoan thì cái đó là nó không phải là trời lập ra mà trời cố tình giả lơi cho nó tự động nó phát triển ra, nó phát triển lên để làm chi, để cho người ta lâm vào cái xấu, người ta lâm vào cái xấu. Nhưng mà khi người ta đã lâm vào cái xấu quá rồi đó, đến một mức cùng cực nào đó rồi thì người ta cũng sẽ rút chân ra thôi. Mà cái xấu và cái tốt lúc nào nó luôn luôn đối đãi với nhau. Thí dụ như mà những người mà mê tín dị đoan đó, thì những người mà còn tỉnh đó, thì người ta thấy được người ta né ra. Ta né ra. Đó là sự đối đãi. Còn những người mà chuyên môn dùng các mánh khóe hại người khác thì rất là mâu thuẫn là những người mà tốt, sống lúc nào cũng hiền hậu hiền hòa hết trơn. Nhưng mà gì, nó mâu thuẫn đó là tốt cho những người, cho những cái người mà thiện, chúng ta gọi là thiện đó. Sống mà lúc nào cũng chân thật quá thì đâu có tốt đâu. Chân thật quá không tốt. Chân thật quá thì lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản hết đó. Lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản hết. Mà nếu mà suy nghĩ đơn giản, không có lanh lợi để đối phó với chuyện này chuyện nọ thì trí huệ nó không phát triển được, không thành Phật được. Cho nên mới sinh ra cái việc mà có người này người kia hại, rắp tâm hại mình để cho mình lên bờ xuống ruộng, mình để cho mình phải thấy ngộ ra một việc được là gì? Ở đời này không có gì đơn giản cả đâu. Không phải ai cũng như ai đâu. Cho nên mình phải luôn luôn đề phòng. Bởi vậy từ cái những người xấu mà nó rèn luyện cho mình. Ví dụ trong tình yêu rồi chẳng hạn này. Có nhiều người phụ nữ đi gạt gẫm đàn ông. Thì những người đàn ông nó mới sáng mắt ra chứ. Mới sáng mắt ra chứ. Bắc thang lên hỏi ông trời lấy tiền cho gái có đòi được không? Ông trời ông nói rằng không, ta đòi không được không chi là mày. Tao mà đòi không được không chi là mày. Thì rõ ràng là bị gái dụ thì mới sáng mắt ra. Thì trời an bài cho những người con gái kia, nó dụ cho mấy anh này. Mấy anh này mới thấy được là gì? Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng đâu. Và từ đó mới sáng ý ra. Lúc nào cũng đề phòng, tìm hiểu cho kỹ càng cái đối tượng trước khi kết hôn. Ừ. Còn những cái người nữ mà đi hại người ta đó, về già người ta sẽ khổ thôi. Không khổ đầu này, khổ đầu kia. Thì có thể là kiếp sau thì trời an bài lại để cho họ họ tốt hơn, họ không còn đóng cái vai đó nữa. Bởi vì lúc nào cũng thế gian này chúng ta cũng thấy cái sự mâu thuẫn hết trơn á.
Mà cái sự mâu thuẫn giữa hai cái thái cực như vậy là do Thượng Đế an bài hết. Những người kẻ ác thì cũng là do Thượng Đế, là con cháu hay chúng sinh do Thượng Đế tạo ra, chứ đâu tự nhiên mà hiện ra đâu. Mà họ làm ác như vậy là do Thượng Đế gọi là một là an bài, hai là làm lơ. Hai làm lơ. Chúng ta lấy từ chữ Thượng Đế hay là ông trời để chúng ta đại diện cho một hội đồng. Thật sự ra Thượng Đế làm việc không một mình đâu, nguyên một hội đồng. Có một hội đồng tối cao. Chứ không phải riêng ngài muốn làm gì làm đâu. Ông lão nói, ta nói là cái luật sinh tử ha. À, cái luật mà nhân quả nha, luật nhân quả ha. Mà Thượng Đế an bài và Thượng Đế đã quy định rồi. À, gieo cái gì thì gặt đó ha. Gieo thiện gặt thiện, mà gieo ác gặt ác. Và nghiệp ai người đó trả. Không ai trả được cho ai đâu. Không ai trả được cho ai. À, có chăng hay nữa là chỉ giúp đỡ một chút xíu vậy thôi. Đỡ người ta vài bước đi trên con đường trả nghiệp thôi. Chứ chúng ta không thể đi được, giùm được người ta. Không trả giùm được. Không, đại khái là như vậy. Cho nên cái chữ mâu đó chính là mâu thuẫn. Mâu thuẫn. Hàm ý là âm dương. Lúc nào cũng có âm và có dương hết. Những cái gì xấu, những cái gì yếu mềm thì chúng ta quy nó ra bên âm hết. Cái gì tốt đẹp, những cái gì cứng mạnh, sáng sủa thì chúng ta quy ra dương. Thì lúc nào chúng ta thấy trong đời sống chúng ta lúc nào cũng có hai hai cái yếu tố đó hết. Về con người thì rõ ràng là gì, có người xấu kẻ tốt, người xấu người tốt đó thì họ sống đen xen trộn lẫn vào nhau, lẫn nhau vậy đó, mà người này sẽ dạy cho người kia. Cái người mà xấu thì họ họ làm xấu nhiều, và đến lúc nào đó họ nhận thấy được họ không thể làm xấu được nữa thì tự động ở trên đó, khai mở cho họ, làm cho họ có một cái cú sốc nào đó trong cuộc đời, họ sẽ sáng mắt ra. Họ sẽ thấy là bây giờ mình là cái người bị hại, đau khổ quá. Ngày xưa mình hại người ta, bây giờ có người hại mình lại, đau khổ quá. Mình mới thấm thía được cái nỗi khổ của những cái người mà bị hại. Và từ đó về sau người ta không có làm xấu nữa. Đó. Vì một cú sốc đó mà người ta sẽ trở nên tốt đẹp. Ừ. Mà họ muốn tốt đẹp đó thì phải họ là họ phải làm những việc xấu đó, rồi trời phải làm cho họ bị một cú sốc ghê gớm luôn. Sốc trong cuộc đời, có thể là mất người thân ha. Có thể bị nạn tai này nạn tai kia, bệnh nan y. Họ sẽ sáng mắt ra. Còn những người tốt quá thì phải thừa hiểu là gì, lúc nào cũng có, luôn luôn có cạm bẫy, cho nên mình phải né, mà mình muốn né đó thì mình phải dùng những cái biện pháp nào đó để cho cái cách thức ở đó mở mang cái đầu mình ra, để mình tìm những cái phương pháp nào đó hay nhất để mình chống lại những cái xấu. Nói chung là cái xấu và cái tốt luôn 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 nó tồn tại song song, và nó giúp đỡ cho nhau phát triển. Cái xấu nó đến một lúc cùng cực nào đó thì nó sẽ biến thành cái tốt. Nó sẽ nhảy qua cái tốt. Ừ. Rồi những người tốt á, tốt quá đi nữa thì trời sẽ sắp đặt cho người ta làm những việc xấu. Tại vì những người xấu thì họ làm cho những người tốt sáng mắt ra. Và những người tốt rồi họ họ làm cho những người xấu cũng sáng mắt ra. Thì hai bên giúp đỡ nhau. Nhưng mà không lẽ mình sinh ra mình làm người tốt hoài thì mấy người kia đã làm người xấu để hướng dẫn cho mình, để làm gương cho mình, để mình sáng lên rồi. Rồi tới lượt họ thì ai làm người xấu để cho họ làm người tốt đây? Thì buộc mình phải làm người xấu để cho họ làm người tốt. Bởi vì trong Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy Đức Phật nói rằng là gì? À, Đức Phật chuẩn bị mà giảng giảng Kinh Pháp Hoa. Thì ngài Xá Lợi Phất ông xin Đức Phật giảng lần một không được, lần hai không được, lần thứ ba Đức Phật mới mới giảng. Thì lần thứ nhất Đức Phật không, ngài Xá Lợi Phất xin Đức Phật không giảng. Thì Đức Phật mới nói rằng là gì, nếu mà ta giảng cái này thì trời người ha, sợ hãi lắm, sợ hãi lắm, trời người sợ hãi lắm.
như là sa vào hố lớn vậy đó. Rồi hỏi lần thứ hai, thì lần này Đức Phật nói, ta mà nói ra thì trời người Atula đều sợ hết đó. Rồi lần thứ ba Đức Phật nói là gì? À, này Xá Lợi Phất, ông đã qua ba lần thưa thưa tỉnh không? Ta sẽ vì ông mà nói. Vì ông mà nói chứ không phải vì mấy đứa kia đâu, vì ông thôi, không phải vì mấy đứa kia đâu. Tại sao? Vì ông là để nhất trí huệ, thần trí huệ mà. Cho nên là việc này chứ ta nói ông mới hiểu thôi. Còn những người mà trình độ mà dưới ông chắc không ai hiểu đâu. Bởi vì khi Kinh Pháp Hoa mà ra đời chúng ta thấy đâu ai hiểu đâu. Đâu ai hiểu đâu, rồi đem giảng tùm lum tùm la, đâu ai hiểu đâu. Chỉ có mình ông Xá Lợi Phất không hiểu thôi. Nó thật sự là nghĩ bóng ha. Giảng cái gì mà trời người sợ hãi, tôi Atula sợ hãi. Sợ là sợ chỗ gì? Ý là Đức Phật muốn nói là gì? Ta là Thượng Đế, ta an bài tất cả. Những chúng sinh nào, ta an bài cho chúng sinh thành Phật hết. Nhưng mà muốn thành Phật thì chúng sinh phải trải qua tất cả các cái nẻo luân hồi. Trời, làm người. Làm súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Sợ xuống địa ngục lắm. Ai cũng phải trải qua hết. Vì lẽ đó những người mà đang sống trong cái cõi mà gọi là hạnh phúc và tương đối hạnh phúc, như là cõi trời là cõi hạnh phúc, cõi người, cõi sướng, cõi khổ tương đối hạnh phúc, thì nghe Đức Phật nói tới cái việc mà phải xuống địa ngục là ai cũng phải sợ hãi. Tại địa ngục chứ nó tra tấn kinh khủng lắm. Ai cũng phải sợ hãi đó. Mà muốn xuống địa ngục thì Đức Phật là phải gì? Thượng Đế là phải gì? An bài để cho họ làm ác thì họ mới xuống địa ngục được. Cho nên tâm trí của chúng ta đôi lúc mà chúng ta nói chúng ta tự làm chủ được khó lắm. Ở trên trời mà xui khiến một cái là chúng ta làm cái chuyện ác thôi. Mặc dù tâm chúng ta không muốn nhưng mà tự động có cái gì đó đưa để chúng ta làm cái việc mà chúng ta không ngờ luôn. Đôi lúc chúng ta tỉnh dậy, chúng tỉnh lại chúng ta nói ủa sao mà mình lại làm mấy cái việc tùm bậy sợ lơ như vậy. Trời xui khiến ma quỷ làm. Ma quỷ cũng là một cơ quan của trời luôn. Chứ không phải là Phật với lại ma là nó ma là từ cái cõi vũ trụ khác đến mà Phật là ở ở cái vũ trụ này đâu, không có đâu, chỉ có một vũ trụ thôi. Bởi vậy Đức Phật luôn luôn là an bài cho người ta làm người xấu và kẻ tốt. Đức Phật an bài hết. Thì người xấu và kẻ tốt là hai yếu tố nó mâu thuẫn lẫn nhau. Mâu thuẫn. Bởi vì cái chữ mâu đó chính là mâu thuẫn. Mà muốn mâu thuẫn là phải có hai yếu tố nó mâu thuẫn lẫn nhau. Đối lập nhau thì nó mâu thuẫn lẫn nhau. Tóm lại, Thích Ca chính là Thích Càng là ta là trời đế thích. Ha? Ta là người đo ni đóng giày cho tất cả số phận của chúng sinh. Chúng sanh muốn thành Phật thì ta phải, muốn chúng sanh thành Phật là chúng ta phải an bài cho chúng sanh trôi lăn trong đủ sáu nẻo luân hồi với những kịch bản mà ta an bài. Mà cái kịch bản đó ta an bài trên từng chúng sanh. Trên từng chúng sanh bằng cách là đo ni đóng giày. Nó khiếm khuyết cái gì này kia thì ta sẽ bổ trợ cho nó bằng phương pháp đó. Nó khiếm khuyết về cái việc làm người tốt thì ta sẽ cho làm người tốt. Mà nó khiếm khuyết về cái việc mà đã làm người xấu thì ta sẽ cho làm người xấu. Mà nó khiếm khuyết cái việc mà đi xuống địa ngục hay làm con súc sanh thì ta sẽ cho nó làm. Rồi từ đó ta sẽ cho nó làm người. Rồi cho nó làm trời, làm đủ thứ hết. Đến lúc nào đó sẽ quay trở về lại cái cõi làm người để nghe Phật Pháp. Để nghe đạo trời, sau này đạo trời giống như Phật Pháp nữa. Để nghe đạo trời, để trời hướng dẫn chúng ta đi đúng cái con đường. Vì chúng ta đã trải nghiệm hết rồi. Hướng dẫn chúng ta để đi đúng con đường nữa. Để chúng ta thành một cái công dân của nước Phật hay là thành một vị Phật. Đó, đo đi đóng giày là gì đó. Thích Ca là gì đó.
Ni chính là đo ni đóng giày cho từng số phận, làm người tốt kẻ xấu ha, sống ở cõi người hay là có địa ngục súc sanh, thậm chí làm quỷ ha. Còn ở chữ mâu là lúc nào trong cái thế giới của loài người và chúng sinh lúc nào cũng có sự mâu thuẫn lẫn nhau. Chúng ta thấy trong cái thế giới của súc sanh chẳng hạn đi, thì chúng ta thấy là có những cái con này nó ăn con nọ, cọp ăn thỏ, có thể ăn bò ăn này ăn kia, mà bò lại ăn lại cỏ lại, mà cỏ lại hút dinh dưỡng của đất là gì, cỏ hút dinh dưỡng lại đất, rồi là gì, bò nó ăn cỏ, rồi nó thải ra phân, rồi phân trở về đất lại, rồi con vật này nó ăn con vật kia, có nghĩa là sự thôn tính và nó là mâu thuẫn lẫn nhau. Đó là sự mâu thuẫn ha, mâu thuẫn. Nhờ cái sự mâu thuẫn đó mà nó sẽ cân bằng lại cái hệ sinh thái này, nó cân bằng cái cuộc sống loài người. Trong cái giai đoạn mà con người đang học tập. Và khi sau này Đức Phật Thích Ca, khi sau này khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời rồi đó, thì cái mâu thuẫn đó nó sẽ càng ngày càng giảm dần đi. Và người ta chỉ biết làm và hưởng thụ, rồi chiêm nghiệm, rồi từ đó người ta mới được Đức Phật Di Lặc gọi là giáo hóa để thành các vị Phật sau này. Đó chính là gì? Thích Ca Mâu Ni. Tôi giảng như vậy thì có người sẽ hiểu và có người sẽ không hiểu. Mà chúng ta khúc triết ở chỗ là Thích Ca chính là Thích Càng, hay là Đức Phật Thích Ca muốn nói thì ta chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế đây ha. Còn mâu chính là mâu thuẫn, thì ngài hàm ý là gì? Cái thế giới ta tạo ra thì luôn luôn có hai mặt đối lập lẫn nhau, là âm dương, là sự mâu thuẫn lẫn nhau. Có cái sự mâu thuẫn đó, âm dương đối lập với nhau như vậy thì mới tồn tại được cái xã hội loài người, và cũng như là vật chất, là cũng là tạo cái là cái nền tảng để cho chúng sanh phát triển cái trí não và cái bản lĩnh của mình. Còn ni á, ni là hàm ý là ta là người an bài cho từng số phận, giống như cái kiểu mà đo ni đóng giày, đo ni đóng giày như vậy thôi. Còn cái chữ Thích Ca thì nó cũng liên quan tới tương lai nữa ha. Thích Ca liên quan tới tương lai là hiện tại này, có nghĩa là ngài rất là thích ca hát. Khi Đức Thượng Đế ăn đã xuống được thế gian rồi đó, đã xuống thế gian rồi đó, thì ngài rất là thích ca hát. Cho nên là gì, các cái cung tần mỹ nữ của ngài, phi tần của ngài từ trên trời xuống chẳng hạn này, thì cũng hầu như là làm trong cái các lĩnh vực giải trí đó như vậy. Cái đó là dấu hiệu nhận biết, nhận biết là ngài khi mà ngài xuất hiện. Ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng là gì, khi mà sau này ta sẽ xuất hiện tại thế gian, tại đất nước Việt Nam á, khi mà dòng sông Cửu Long á, nó có 7 cửa đổ nhánh ra biển, nó chín mà nó giảm đến 2, còn 7 cửa đổ ra biển, thì lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni đã có mặt tại thế gian. Rồi khi mà ngài xuống á, thì cái vùng đất sau này á, thì là cái trung ương của thế giới á, nó chính là cái vùng đất mà có gì, dê, hươu và trâu ha. Thì trong cái bài, một bài giảng nào đó thì tôi đã chỉ rồi, cái vùng đất ở chỗ tôi ngồi nè, nó chính là mõm của con nai. Còn ở bên kia đường quốc lộ chính là mõm của con trâu. Thì chúng ta nhìn trên vệ tinh xuống, hình ảnh chụp vệ tinh xuống, chúng ta thấy một nửa mặt con nai nằm ở mấy biển vô ha. Rồi một nửa mặt con trâu thì nó nằm bên kia đường quốc lộ lại, nó chạy. Con trâu bự lắm, có sừng, có con mắt mắt phải, nó long lanh lắm. Rồi đã gì, có cái khuyên sỏ mũi nữa, cái khuyên sỏ mũi nó, thì chúng ta nhìn trên vệ tinh xuống chúng ta sẽ thấy ha.
tôi giải trong clip nào quên nè, mà chúng ta tìm mà chúng ta thấy cái những hình ảnh mà chụp từ vệ tinh xuống, chúng ta bấm vô chúng ta coi thì thế nào cũng có clip đó, có clip đó. Thì trong kinh Pháp Hoa có gì? Xe dê, xe hưu và xe trâu. Thì ở đây chúng ta cũng thấy thứ tự như vậy. Ở ngoài biển là dương, biển là dương, đại dương, dương là biển, đại dương. Rồi tới con hình ảnh của con nai, tới hình ảnh của con trâu. Nó khớp với lại cái thứ tự trong kinh Pháp Hoa. Ha. Thì Thượng Đế sau này sẽ ở đây. Ở vùng đất Ninh Thuận này, Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa. Lâm Đồng nữa. Nhưng mà trung tâm là ở cái vùng này. Ở vùng Cà Ná này ha. Cà Ná. Người ta nói đất Phật là ở An Giang Bảy Núi ha. Nhưng mà thật sự không phải đâu. Đất Phật là ở cái nơi nào mà nó thuận tiện về giao thông. Ở đây nè. À, biển nước cảng nước sâu này nè, đi ra Hải Phòng quốc tế có 11 cái 2 lý à, có cỡ 21 22 cây số vậy. Hải Phòng quốc tế nó chạy qua tàu thuyền chạy qua chạy lại đây. Rồi đường sắt nó thì đường sắt với lại đường bộ nó sát bên nhau. Cái ga đường sắt ở đây chắc cũng 30 cây số. Và sau này mà đường quốc lộ nó sát bên. À, đường cao tốc Bắc Nam thì nó cách đây cũng chục cây số cao tốc á. Rồi sau này chuẩn bị tới cái sân bay Thành Sơn này ở trên cái đây cũng 30 cây số này nè, thì nhà nước đang triển khai làm sân bay lưỡng dụng là đón khách nữa, đón khách nữa. Thì như vậy nó mới thuận lợi, chứ còn ở trên An Giang Bảy Núi mà là đất Phật thì không được, tàu cỡ bự thì vô không tới đâu. Mà nó cũng không có đường sắt nữa. Mà nó trẻo đường lắm, trẻo đường lắm. Ở đây khách quốc tế sau này đổ xô về Việt Nam mình đó thì chỉ trên con đường Hải Phòng quốc tế nó chạy vô chừng 22 cây số. Chừng tiếng, tiếng mấy, nó chạy tốc độ cao hay chậm thì nó tiếng tiếng mấy 2 tiếng thì vô tới đây rồi. Thôi nói tóm lại gì vậy hơn mọi người ha. Ông Lễ Bộ Thượng Thư, bây giờ ông là doanh nhân, thì ông đại diện mọi người hỏi câu Thích Ca Mâu Ni là gì, thì tôi đã trả lời mọi người rồi ha. Mâu chính là mâu thuẫn ha. Chúng ta phải xem xét rõ ràng trong cái thế giới mình, cái thứ dựng mâu thuẫn đó. Người tốt kẻ xấu lẫn lộn lẫn nhau. Nhưng mà nhờ như vậy mà nó đấu đá lẫn nhau như vậy, nhờ như vậy mà con người ta mới phát triển tới giờ này. Còn nếu như mà họ sống hòa bình, họ sống hòa bình, mà họ không có tranh đấu gì hết đó, thì họ không có sáng kiến gì hết trơn. Và xã hội này sẽ không phát triển được. Không phát triển được. Nhờ họ như vậy. Ví dụ như là ở trong làm ăn chẳng hạn, người ta cạnh tranh. Cạnh tranh có những người dùng mọi thủ đoạn này thủ đoạn kia, người ta cạnh tranh nhau mà người ta đạp chà đạp lên nhau. Chà đạp lên nhau thì để cho ra sản phẩm tốt nhất chẳng hạn này. Thì nó mâu thuẫn cũng là sự mâu thuẫn thôi. Quyền lợi những người cùng làm một ngành thì quyền lợi của họ là mâu thuẫn lẫn nhau thôi. Mâu đến chính là mâu thuẫn nữa đó. Nói chung là phải có mâu thuẫn thì mới có tất cả ha. Mà sau khi giải quyết được cái mâu thuẫn thôi thì là gì? Nó sẽ nhảy lên một cái trình độ cao hơn nữa. Ha. Khi mà cái mâu thuẫn nào cũng vậy, nó đã giải quyết rồi thì các trạng thái nó sẽ thay đổi một cách tốt đẹp hơn. Rồi, xin chào mọi người ha.